Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Huyện ủy Đã Tẻ sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Đạ Tẻ tiếp xúc với cử tri xã Quốc Oai. Đại hội cựu chiến binh gương mẫu huyện Đạ Tẻ lần thứ 3. Phóng sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thoát nghèo vươn lên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019, Đảng Bộ huyện Đạ Tẻ đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, dự và phát biểu chỉ đạo. Trong suốt 3 năm thực hiện chỉ thị 05, toàn đảng bộ huyện Đạ Tẻ đã nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo bác. Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị luôn chủ động, quyết tâm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ việc tổ chức quán triệt, học tập đến tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, học tập và công tác. Việc học tập và làm theo bác đã trở thành một nội dung quan trọng thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị và địa phương từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Qua tuyên truyền vận động nhân dân, toàn huyện đóng góp xây dựng được 11 nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 17 tuyến đường với tổng chiều dài 14,7 km, với số tiền đóng góp là 5,4 tỷ đồng. 6.120 ngày công hiến 2.100 mét vuông đất để xây dựng công trình. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện vận động nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng, 3.720 ngày công, hiến trên 3.000 mét vuông để xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo, vận động và trao 384 xuất quà trị giá 321 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ vì bạn nghèo gần 190 triệu đồng giúp đỡ hơn 817 học sinh nghèo, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đến tháng 5 năm 2019, ước đạt 41,5 triệu đồng. Hộ nghèo còn 430 hộ, chiếm 3,49%. Có 10 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻ được công nhận đô thị văn minh. Tại hội nghị, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Tôn Thiện Đồng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bám sát vào nội dung chỉ thị 05 của bộ chính trị và kế hoạch số 13 của ban thường vụ huyện ủy để triển khai có hiệu quả, xác định rõ những việc làm cần thiết, liên tục có lộ trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị 05 gắn với nội dung các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, quy định 55, quy định 101 của trung ương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ đã tặng giấy khen cho 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực tại địa phương. Trong các ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2019, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9, đơn vị huyện Đạ Tẻ vừa có các buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn các xã Quốc Oai, Mỹ Đức và Hà Đông. Đoàn đại biểu gồm bà Phạm Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và ông Trương Quang Lang, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đạ Tẻ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quốc Oai đã nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả làm việc tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp. Được biết, kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2019. Kỳ họp đã thông qua 15 dự thảo nghị quyết liên quan đến chương trình quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê, xử lý tài sản công, nghị quyết về vay vốn chính sách, định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các quy định về định mức hỗ trợ kinh phí về phát triển văn hóa nghị quyết hỗ trợ thù lao về báo chí lưu chiều, phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển điện lực, hệ thống điện, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghe báo cáo của đại biểu, nhìn chung cử tri xã Quốc Oai đều thống nhất đánh giá cao những nội dung chương trình kết quả của kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trong xã dành cho đại biểu. Nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống như các lĩnh vực về kinh tế, y tế, giáo dục, môi trường. Cụ thể, việc giải quyết tranh chấp đất đai, quyền sử dụng đất chưa thấu đáo. Tình trạng trục đường chính chạy vào xã đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường vào thôn 4, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô lại nắng bụi, đề nghị đầu tư nâng cấp. Về một số mương nước đã bị hư hỏng, tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh của trại heo khi được xây dựng sát khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và làm ăn của người dân xung quanh. Đề nghị nhà nước đầu tư tuyến đường chính từ xã lên đường DT725 đi Lộc Bắc, Lộc Bảo giúp người dân giảm thời gian đi lại, ảnh hưởng đến việc làm ăn, phát triển kinh tế. Trước các ý kiến thắc mắc của cử tri, đại diện chính quyền xã Quốc Oai cũng đã trả lời cho người dân những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của địa phương. Với tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri trong xã và sẽ trình tại kỳ họp tới để xem xét giải quyết. Hội cựu chiến binh huyện Đạ Tẻ vừa tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Dự đại hội có đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng. Các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư huyện ủy, Nguyễn Mạnh Việt, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện cùng các đại biểu đại diện cho 400 cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức hội và mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh. Các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã làm tốt phong trào thi đua, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên cựu chiến binh. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2019, hội cựu chiến binh các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần làm chủ, tự lực tự cường, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tăng đàn gia súc, gia cầm trong hộ hội viên cựu chiến binh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, phân đấu đạt năng suất cao. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên hội cựu chiến binh giảm đáng kể trong 5 năm qua. Trung bình hộ nghèo giảm 11% trên năm, hộ khá và giàu tăng 3%, chuyển đổi 1.427 hecta cây trồng, tạo việc làm cho 1.932 người. Song song với phát triển kinh tế, hội cựu chiến binh huyện luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của hội viên. Qua 5 năm, toàn huyện hội đã xây dựng được 19 căn nhà cho hội viên nghèo với số tiền là 1.875 triệu đồng. Kết quả bình xét trong 5 năm qua, chất lượng hội viên cựu chiến binh gương mẫu đạt từ 97,16% năm 2014 lên 98,50% năm 2018. Hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 96,27% năm 2014 lên 98,28% năm 2018. 100% các cơ sở hội và hội cựu chiến binh huyện đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Cơ quan hội cựu chiến binh huyện 5 năm liền được công nhận là tập thể lao động tiên tiến và cơ quan đạt chuẩn văn hóa hội trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Thưa quý vị và các bạn, vào đà tẻ lập nghiệp từ năm 1991. Song với những gì anh Hoàng Văn Hiếu và bà con dân tộc phía Bắc ở thôn Tân Lập thị trấn Đạ Tẻ có trong tay chỉ là đồi núi đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống mưu sinh phụ thuộc vào việc khai thác lâm sản phụ, trong cây điều. Do vậy, cuộc sống sinh hoạt cũng như triển vọng phát triển kinh tế xã hội của vùng ven thị trấn luôn trong tình trạng chậm phát triển. Hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao không chỉ trên địa bàn thị trấn mà còn so với mặt bằng chung của cả huyện. Từ năm 2015, được Ủy ban nhân dân thị trấn tuyên truyền vận động, tổ chức hội nông dân từ huyện đến cơ sở, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cả về cây con giống, về nguồn vốn, về khoa học kỹ thuật. Gia đình anh Hiếu quyết định cải tạo toàn bộ diện tích cây điều già cỗi, vườn tạp, ruộng lúa kém hiệu quả và không thuận lợi sang trồng các loại cây trồng có khả năng đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn hai loại cây trồng, con nuôi mà gia đình anh Hiếu tập trung đầu tư chuyển đổi nhằm tạo cho gia đình cơ cấu sản xuất mới, đó là đầu tư trồng 1 hecta cây dâu lai để phục vụ việc nuôi tầm bán kén, xây dựng vườn kiến thiết cơ bản để trồng cây ăn trái chất lượng cao như bưởi da xanh và sầu riêng với tổng diện tích 3 hecta. Bên cạnh đó, anh Hiếu cũng cải tạo giống điều mới để trồng gần 2 hecta trong tổng diện tích đất canh tác của gia đình. Qua tìm hiểu được biết, sau gần 3 năm, diện tích 1 hecta dâu lai được đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, được tập huấn, hướng dẫn. Do vậy, năng suất chất lượng lá dâu luôn giúp gia đình anh nuôi ổn định từ hai hộp kén tầm trở lên trong tháng. Có thời điểm nuôi đạt tới 3 hộp kén, thu về bình quân từ 10 đến 12 triệu đồng. Có được nguồn thu ổn định từ trồng sâu nuôi tầm. Đặc biệt, cuộc sống sinh hoạt gia đình không còn phải lo cái đói, cái nghèo. Gia đình anh Hiếu tập trung xây dựng vườn cây ăn trái chất lượng cao với diện tích 3 hecta bưởi da xanh. Và dự kiến năm 2020, vụ trái đầu tiên sẽ cho thu hoạch. Bên cạnh đó, các loại cây sầu riêng cũng được gia đình anh Hiếu trồng xen trong vườn điều đã được cải tạo, đang phát triển khá tốt, hứa hẹn cho nguồn thu không nhỏ. Tuy mới chỉ là bước đầu, sau mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của gia đình anh Hoàng Văn Hiếu đã và đang giúp người nông dân xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống để vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên vùng đất khó ngày nào